Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một ca khúc nhạc ngoại quốc Mưa trên biển vắng, lời Việt Nhật Ngân. Với bài hát này thì cũng mà tiếp theo series mà tôi muốn các bạn xếp những cái hòa thanh nó sát với ca khúc nhiều hơn. Và cái việc này thì chúng ta sẽ cũng đòi hỏi chúng ta phải có được cái sự cảm âm với giai điệu của bài hát. Như thường lệ thì phần 1 tôi sẽ một sải hòa thanh và phần 2 hướng dẫn cho các bạn câu dạo. Các bạn nhìn lên bản nhạc, đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái điệu thức của bài là la thứ nhịp 4/4. Rồi, vào chữ mưa. Mưa là la thứ buồn mãi rơi trên biên xưa. Tôi sẽ có một hòa thanh hút dẫn về đây thứ là la trưởng trên đô thang để rơi vào âm thơm. Đó, thì bình thường như chúng ta nếu mà xếp theo lối bình thường ấy thì sẽ xếp đơn giản này thôi. Mưa buồn mãi rơi trên biên xưa âm thầm và thẳng đê thứ luôn. Nhưng chúng ta đang tập luyện cái cách viết những cái hòa thanh hút dẫn thì chúng ta để ý trước khi về đê thứ thì cái hợp âm át của đê thứ là la trưởng hút về nó sẽ hiệu quả hơn. Mưa buồn mãi rơi trên biên xưa âm thầm. Đó, em đã sẽ sát với cái giai điệu hơn. Ôi về son trưởng biên vắng. À, tôi sẽ đưa về song 7. Đêm nào tình trao em đêm. Vì cái hướng tôi hút đến chính là về đô trưởng. Rồi cơn. Chỗ này tôi cần một cái hòa thanh để dẫn xuống là son trưởng nhưng bát ở si. Cơn sóng nào về la thứ khơi lên nỗi đau trong ta bao nhiêu chiều. Về mi trưởng và giữ nguyên cho đến lang thang một mình mới về la thứ. Sau đó quay lại một cái giai điệu giống như tiểu khúc ban đầu nữa, vẫn là anh la thứ giờ đã như mây giặt trôi. La trưởng trên đô thang phương nào đây thứ. Em son trưởng còn mãi son trưởng 7 nơi đây ngồi ôm kỷ niệm đô trưởng. Ôi cát là son trưởng trên si mê la thứ. Đêm nào bước chân đôi ta in hằn bê dìm si giặc xì rê pha xong đa về mi trưởng và kết thúc tiểu khúc ở xoa nhòa những bước chân la thứ. Rồi chúng ta vào điệp khúc tình như bóng mây mi trưởng ngàn năm vẫn bay. Như bình thường chúng ta xếp la thứ. Mây ơi, chỗ này tôi có một cái hòa thanh đô thang giả mây ơi để về đây thứ 7. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là nếu như xếp như bình thường thì nó sẽ xếp như này. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay và giữ nguyên mây ơi nó cũng không có gì là sai cả. Nhưng chúng ta đang đến với gần hơn một cái việc là chúng ta sẽ có những cái hòa thanh nó dính với cái giai điệu nhiều hơn. Tình như bóng mây mi trường ngàn năm vẫn bay mây ơi cánh bay giang đôi trường ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi đâu biết cho tình anh vẫn luôn bình thường như thế và chờ mong la thứ kết thúc như vậy. Thì tùy từng bài, có những bài chúng ta sẽ tận dụng được những cái giai điệu để chúng ta xếp vào thanh dẫn, còn không thì chúng ta vẫn duy trì những cái mạch vào thanh mà về cơ bản nhất có thể đặt cho ca khúc. Ở đây thì tôi cũng có giới thiệu luôn các bạn một cái mô típ hòa thanh lướt ở đây. Do mi la mi do mi do mi re. Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao em đêm. Cơn sóng nào. Đấy, tay của tôi nó sẽ chỉ bám quanh khu vực này thôi. Và theo từng cái hòa thanh mà tôi sẽ đưa nó vào những cái nốt trong cái hòa thanh đó để chúng ta lướt đi. Này. Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm. Ôi biển vắng đêm nào tình trao em đêm. Cơn sóng nào lên
ta vào tiểu khúc tiếp theo. Anh giờ đã ngây dại trôi phương nào, em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm, hồi cát mềm đêm nào bước chân. Thấy rằng là tôi chỉ đánh vào những cái nốt 3, nốt 1, nốt 5, rồi có chăng là những cái nốt lướt, còn không có nhiều những cái nốt khác để cho chúng ta cảm thấy rằng là nó bị hoa mắt hay là nó khó quá. Mà các bạn cần phải biết về hòa thanh thì khi mà các bạn đặt vào nó sẽ là những cái nốt 1, 3, 5 của cái hòa thanh đó. Anh, tôi đưa cao lên. Anh, cái lời 2 á, cái tiểu khúc 2 á, anh giờ đã như mây giật trôi. Đây cũng là la trường 7 trên đô thăng. Phương nào rê thứ thì tôi về vào cả la rê pha la rê, rồi son trường son rê son rê mi rê đô bấm 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 và điệp khúc của chúng ta đánh tay trái nó nhiều hơn. Mi mi son mi mi si mi son tăng si. Mây ngàn năm vẫn bay, mây đời mây ơi. Đấy, mây ơi. Để chúng ta xuống son và bát ở đô thăng này để nhấn vào cái phần hút dẫn. Mây ơi mây ơi, cánh mây ra bình thường. Đô trưởng thì chúng ta sẽ mi son đô son mi. Ngày tháng lênh đênh. Các bạn có thể tùy chúng ta đánh nguyên bản đảo các thế đảo. Miễn sao là chúng ta đang có ý tưởng là đánh mi son tăng la mi đô mi la do tình si re fa re si mi son mi la đánh. Bờ bên nơi đâu biết cho tình anh vẫn luôn chờ mong. Đó, thì nói gì chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải luyện ngón 1-3 năm. Và nếu như thực sự cần những cái bài tập bổ trợ thì các bạn có thể đăng ký mua giáo trình của tôi ở số Zalo ở dưới phần mô tả. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần 2 là chúng ta tạo ra cái intro cho bài hát. Ở đây thì cũng là một trong những ca khúc có những giai điệu nó khá là thuần tai, nên chúng ta cũng có thể mượn luôn cái giai điệu ban đầu để chúng ta tạo ra intro. Không cần phải dạo quá dài đâu, để ca sĩ người ta thấy được cái giai điệu quen thuộc và người ta bắt đầu vào. Buồn mãi vương trên biển xưa âm thầm, ôi biển vắng đêm nào tình trao kỷ niệm cơn sóng nào. Đó, thì chúng ta bắt đầu vào bài và mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Thì có một chút nữa chúng ta muốn kết cho cái bài này thì chúng ta xử lý nó dựa theo cái kết cấu thường nghe thấy ở những cái phần phối khí các nhạc sĩ cho phần kết. Ngày tháng lênh đênh về bên nơi đâu biết cho tình anh vẫn luôn chờ mong. Chúng ta điệp lại một chút. Ngày tháng lênh đênh bờ bên nơi biết cho tình anh vẫn luôn chờ mong.
chỉ có tùy hướng tôi phát ra một kết thế, tùy các bạn có thể chúng ta sẽ có những kết nó bám vào bài hơn. Vẫn luôn chờ ta cần hai hoặc thanh kết la mi la để chúng ta đưa cái chủ đề bài hát về. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin nhấn like, subscribe và chia sẻ để có thể có những người giống chúng ta mê môn đệm hát và cần những kiến thức mà tôi hướng dẫn. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bây giờ bye bye.